Hello, xin chào cả nhà. Đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hôm nay mình đi chợ chợ người Việt gọi là Lucky Supermarket. Mình vô đây quay coi thử chợ người Việt có gì ha quý vị ha. Ok. Hôm nay thời tiết rất lạnh thôi quý vị, trừ 17-18 độ. Ở đây các bạn xem quý vị ơi, đồng bạch bọn đây là chợ Việt Nam quý vị, bằng ớt này, ớt xanh. Đây cũng có bạn mé xanh, mé bạch đồng bả một hộp quý vị. Bạn đầu này, đầu đây là nó bạn 8 đồng bông, bởi vì cái này là đồng lưỡi ớt cũng nhiều ớt dư quá, ớt dư nó cay lắm quý vị ơi. Đó là 4 đồng ớt chân cỡ 15 trái. Đầu đi, đầu này tôi đi mua về luộc ăn này, nhậu cũng được đấy. Cái này
cái này mọi người nó cái đứa nhỏ nó đâu ăn cái này được, à mình thôi mình lượn mình ăn thôi, còn cái đứa nhỏ này có chưa uống thì 13 đồng con năm con sáu mua về hai vợ chồng ăn, đứa nhỏ không mình dừa
dừa này là 5 đô, thì này một cái cây dừa này là 5 đô đó. Này cũng biết là đó, cũng biết này dừa của Mỹ bởi vì dừa của Mỹ, dừa Cali. Dừa này thì có 3 đồng rưỡi một tải đó. Dừa này có 3 đồng rưỡi một tải. Dừa này là không biết ở đâu đến, không có đến. Không biết là nước nào cũng đặt tới, đu đủ nhiều. Đây còn có bằng thơm á. Mình quay bao nhiêu đó thôi quý vị ha. Rồi còn gì rồi lần sau mình quay thêm cho quý vị xem á. Xin chào quý vị nha. Xin chào, bye bye.